mọi người, mình là Tiêu đây. Thì như mọi người đã biết thì ngoài Play Twitter ra thì dạo này mình còn chơi Mini World nữa. Trước khi bắt đầu cái video này thì mình cũng muốn nói với mọi người một điều là video của mình sẽ phù hợp với những ai. Video của mình đầu tiên là sẽ không phù hợp với những bạn mà đã chơi rành sinh tồn ở trong Mini World nè. Tại vì mình với tư cách là một người lần đầu tiên chơi sinh tồn ở trong Mini World, sẽ có rất nhiều cái mà mình không biết và mình đi khám phá ngay từ đầu luôn. Cho nên là những ai mà chơi sinh tồn ở trong Mini World giỏi rồi á, mà coi video của mình á, thì mọi người hãy coi với một tư thế thật là thoải mái nhất có thể nha. Có thể là mình chơi rất là ngốc nghếch và mình rất là dở, tại vì lần đầu tiên mình chơi cái game này và mình cũng không hề biết một cái gì về cái game này hết. Mình biết là Mini World đã nổi cách đây rất là lâu rồi, từ 3-4 năm trước rồi. Nhưng mà vì tới bây giờ mình mới bắt đầu chơi cái game này và mình thấy nó rất là thú vị đối với bản thân mình, cho nên là mình cứ làm thôi. Ai thích coi thì coi ha. Đó là những điều mà mình muốn nói trước khi mà bắt đầu cái video sinh tồn của mình. Thì cái mục tiêu của mình trong cái chuyến sinh tồn ở trong Mini World này là gì? Đó là mình muốn là mình sẽ xây được một căn nhà gỗ với một vườn rau ở xung quanh. Nói chung là xây ngôi nhà mơ ước của mình ở trong game á. Thì mọi người hãy cùng xem là ở tập 1 mình đã làm được những gì trong cái chuyến hành trình xây ngôi nhà mơ ước của mình nha. Ok, bắt đầu thôi. Mấy cái này để ngẫu nhiên hết. Ok. Đầu tiên mình sẽ mặc mấy cái đồ này vô để kiểu giống như là giáp á mọi người. Thiết bị phòng hộ cơ bản nhất. Phòng thủ hơi yếu nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không. Bây giờ mình sẽ phải đi lấy một ít đá. Nhận thanh gỗ nhỏ từ cành. Mở ba lô để làm rìu đá. Vẫn còn thiếu. Lấy nhiều đá lên. Quái rồi mọi người. Con gà. Mình giết con gà nha. Chạy hết. Chạy đâu? Cho xin miếng thịt gà đi. Lấy càng nhiều đá càng tốt đúng không? Rồi bây giờ đi chặt cành cây nhỏ. Đã ăn nữa nè. Cái gì vậy bạn? Nhưng mà cái khúc bên này không có cành cây. Cành cây nhỏ nó nằm ở phía bên mấy cái cậu yêu quái kia không à. Cho xin thêm cái đùi gà nữa đi. Con gà nó cute nhờ. Sao mấy cái con động vật ăn thịt mà mình ăn được á, trong này nó cute á. Ê, quả chuối. Quả chuối nè. Ôi cute ơi. Nhưng mà nó đứng ở đó gần quá à. Hay là mình giết nó luôn. Cái chú nó teo quá à. Cái chú nó teo quá à. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là phải đi lấy nhánh cây rồi mình đi cứ mình cứ đi vòng vòng. Đây, ở đây quá trời nhánh cây nè. Trời, mọi người có nghe tiếng chim hót không? Mình đang ở trong rừng á, rất là thích luôn, cảm giác như mình đang đi sinh tồn thực sự ở bên ngoài. Mía kìa, ở bên kia có mía. Tôi bơi qua bên đó tôi lấy mía nha. Bên đây cũng có mía nè. Cái con heo đó nó đang tính đi qua bên mình đúng không? Ơi, bơi qua đây lấy mía đi. Yeah, lấy được cây mía rồi. Ôi, con này. Rồi luôn. Ok, đây là lần thứ 3 mình làm mới lại cái map rồi đó mọi người. Sau 2 lần mình đã tốn quá nhiều thời gian để mày mò cách sinh tồn. Bây giờ mình nghĩ là mình cũng đã hiểu hơn về cái cách sinh tồn tí rồi đó mọi người. Với lại là mình cũng đã lên YouTube và coi một số video hướng dẫn sinh tồn của các anh chị trước. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lại từ đầu nha mọi người. Trước tiên thì mình sẽ chọn một cái vị trí để mình làm một cái nơi trú ẩn của mình. Cái map lần này nó đẹp nhờ cái map lần này vừa vào là đã có chuối với cả mía rồi này. Mình nhặt bông gòn trước nè, tí hồi nữa mình sẽ làm được cái giường và đặt ở trong nhà của mình. Quan trọng nhất là mình phải làm cái giường đầu tiên á. Đào đá xong rồi thì sẽ làm cái bàn chế tạo công cụ. Trời, tối thui hết thấy đường rồi. Làm cái bàn chế tạo công cụ ở đây.
đặt nó ở đây. Rồi mình sẽ làm cái giường. Đó, mình làm được cái giường rồi nè. Đây có cái hang nè. Ok, làm cái xẻng đã. Vẫn còn thiếu hai đá sắt nhọn để làm cái xẻng. Đi ra lấy thêm gỗ. Ok. Sao nữa nhỉ? Từ từ. Làm sao cho nó phải đẹp đẹp tí. Đào bên đây cho nó rộng ra tí. Xong rồi mình sẽ lắp cái chỗ lắp cái hang này lại luôn. Trời sắp tối nữa rồi đó. Hình như là mình vẫn còn thiếu gỗ thì phải. Chết rồi, mình lại sắp hết năng lượng nữa rồi. Mình đào nó ra xong mình cho nó thành đá hết luôn mọi người. Đặt đá xuống đây. Ok, tối rồi. Hết thấy đường rồi đó. Ok, mình sẽ lắp cái hang này lại. Ok. Ok ok ok. Được chưa? Ok rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái giường ra. Ủa? Hả? Đặt ngang được không? Ủa mình lên mình ngủ luôn rồi. Sáng rồi nè mọi người. Cái giường thôi là mình có thể làm cho cái thời gian nó thay đổi nhanh hơn á. Mình sẽ cho nó nướng thịt ở đây. Đúng đúng. Mình nướng thịt sao? À, mình đã có một chiếc sườn bò nướng thơm ngon nè mọi người. Đây, mình đã có một chiếc sườn bò nướng thơm ngon. Mình sẽ ăn nha. Tại sao ra đó. Sẽ ăn sườn bò nướng nha. Wow. Ôi, có một con bò ở đây nè mọi người. Mình sẽ giết nó luôn để mình lấy thịt. Xin lỗi bò nha. Lấy cây giáo ra. Phóng cho nó đã. Chạy đi đâu? Đứng im. Chạy đi đâu? Chết. Đuổi cồn sống. Hôm nay mình sẽ phải đi lấy gỗ nè, đi lấy thêm đá sắt nhọn và mình sẽ phải đi tìm lại cái bàn làm công cụ của mình. Mình đã quăng nó ở bên cái khu nào rồi. Trời ơi, tôi phải lục lại trí nhớ. Tôi phải đi tìm lại cái bàn công cụ của tôi thôi. Trời ơi, tôi đi là tới hồi nữa tôi lại quên đường về cái nhà của tôi nữa, chắc chết quá. Tôi không được đi quá xa mọi người ạ. Tôi lại quên đường về. Nhà tôi ở đâu để tôi nhớ coi. Nhà tôi là có một cái cây ở trước mặt nè. Chạy đi đâu? Bắn một phát là chết luôn nè. Con này là con gì nhờ? Sườn bò. À, nó nói là con bò. Con gà. Chạy đi đâu. Đây. Xa quá. Chết luôn. Ở đây nhiều gà thế nhờ. Tha hồ luôn, khỏi sợ đó. Nhìn tôi hả? Xin lỗi nha gà. Xin lỗi bé gà nhiều nha. Vĩnh biệt em gà. Wow. Nhiều gà quá ta.
tối nay có bữa tiệc gà nướng thịnh soạn. Ok, bây giờ mình phải đi lấy thêm, gỗ để mình làm cái cửa cho căn nhà của mình. Bắn cái mũ dán này đúng phê luôn á. Úi yeah, cay đó nhờ. Con bò này mà mình đánh nó là nó đánh lại đó. Nhặt được cái da bò rồi nè. Da bò là mình có thể làm được cái cuốn sách thì phải. Kinh nghiệm là trời mới vừa chiều là mình phải đi về ngay mọi người ơi, để trời tối là mình sẽ không thấy đường đi về nhà á. Đây, hình như nhà mình ở gần đây. Ơi, mình đang bị mất máu từ từ á mọi người, tại vì mình hết sức lực rồi mà mình vẫn cứ di chuyển á. Mình nhớ là nó nằm ở gần đâu đây mà. Cái gì vậy? Từ từ. Khoan. Ủa? Khoan. Nhà tôi đâu rồi? Và cuối cùng là tập 1 đã kết thúc với cái sự là mình đã bị lạc đường và mình không tìm thấy được ngôi nhà của mình. Qua cái video này thì mình cũng muốn hỏi mọi người là những ai mà đã chơi sinh tồn ở trong mini world giỏi rồi á, mọi người có thể giúp mình là có cách nào mình có thể tìm lại được ngôi nhà của mình không mọi người? Và mọi người dự đoán xem là ở trong tập 2 mình có thể tìm được ngôi nhà của mình hay không, hay là mình phải xây lại từ đầu? Và ở trong tập 2 thì mình sẽ gặp những chuyện gì khác và mình sẽ xây được thêm những gì trong cái hành trình xây ngôi nhà mơ ước của mình? Mọi người nhớ đón xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay. Nếu mọi người thích Tiêu làm về mini world thì mọi người nhớ nhấn like video để cho Tiêu có thêm động lực để làm video nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 nha. Bye bye.